rất là nhiều loại thịt, rồi thịt bò đó các bạn. Mình cứ ăn thoải mái nha các bạn, ăn đến khi nào no ăn hết nổi thì thôi à. Thực đơn giảm cân của mình đây các bạn ơi, đây là thực đơn của giảm cân của Song Nghi đây. À, thực đơn giảm cân của Song Nghi đó các bạn, ăn đi cho ôm. Sẽ bỏ tất cả vào luôn. Ok, bây giờ bắt đầu ăn nha các bạn, giảm cân thôi. Song Nghi đang ở trước ga tàu điện đi. Song Nghi đang chờ chị yêu đến rước Song Nghi đi. Hôm nay là ngày lễ của mẹ, ngày 10 tháng 5 nha các bạn. Mình sẽ với chị đẹp sẽ hai chị em sẽ đi ăn một vài món ngon. Ok, một chút xíu nữa gặp lại các bạn sau nha. Hello, chào cả nhà. Bây giờ mình và chị đẹp đã tới phía trước của nhà hàng rồi nha. Bây giờ hai chị em mình sẽ vào nha cả nhà. Ok, mình đi thôi. Bây giờ chị đã đi vào trước để đặt chỗ nha các bạn. Mình sẽ quay phía trước cho các bạn xem. Đây cái nhà hàng, một chút xíu nữa mình sẽ đi vào ăn. Nó cao gì các bạn. Ok, bây giờ mình đi thôi. Đi nha cả nhà, chị đang chờ mình. Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi thì giờ này mình đã được vào bàn ngồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay ăn cho các bạn xem nha. Hai chị em mình đi đến nhà hàng á các bạn, xong rồi ngày lễ của mẹ, ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ không được gì, cho nên bây giờ hai chị em mình phải đi đến quán lẩu Hàn Quốc ăn đi các bạn ơi. Nhưng mà nói chung ở đây thì không gian với lại thức ăn ở đây cũng rất là ngon, cho nên cũng được. Đây là chị đẹp của mình. Chị ngại rồi. Đây cái nồi đậu của mình này các bạn, rất là thơm, ăn chắc sẽ ngon lắm đây, tại khi hôm nay mình đói bụng quá. Thank you.
kem chiên đó mấy con. Cái thịt bò nó rất là béo cho nên mình ăn kim chi vào nó sẽ bớt cái độ ngậy của nó. Đây này các bạn, có vừa mỡ vừa thịt như vậy nè, cho nên khi mình ăn vào nó sẽ rất là béo và nó rất là thơm. Mình ăn kèm với kim chi sẽ rất là ngon. Kim chi nó một ít chua một ít cay á, sẽ làm hòa cái lại cái thịt bò của mình ăn cho nó ngon chứ nó không ngán. Đây là quán lẩu thịt bò nha các bạn, cho nên mình vô đây mình chỉ toàn ăn thịt thôi, ăn đến khi nào no thì thôi. Đây mời cả nhà. Chị cứ uống nước, một hồi no ăn không được. Nhưng nếu hãy do bán quả thì phải 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 phải那个泡菜我们假日就要加点55块一份的，你们知道吗？好。Rất là ngon, rất là ngon. Ok, bây giờ mình cũng sẽ ăn đây. Mình chưa ăn hết nè. Đã có thêm đây các bạn. Đây. Rất là nhiều loại luôn các bạn ơi. Mình đang chồng lên đây. Rất là nhiều loại thịt bò luôn các bạn. Ok đây, mình sẽ sắp ra nha các bạn. Thực đơn giảm cân của mình đây các bạn ơi. Đây là thực đơn của giảm cân của Song Nghi đây. À, thực đơn giảm cân của Song Nghi đó các bạn. Ăn đi cho ôm. Sẽ bỏ tất cả vào luôn. Ok, bây giờ bắt đầu ăn nha các bạn. Giảm cân thôi. Các bạn xem đây là bãi chiến trường của hai chị em mình nha. Vì này mình sẽ ăn các vị cho cái này giống như một hội. Rất là béo, rất là thơm. Và cái vị của nó phía trên này nó giống như là có chanh dây á, cho nên nó sẽ chua chua, ăn nó sẽ không có ngọt. Nó rất là mịn các bạn. Ăn cái này rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn hết cái này xong rồi mình và chị sẽ đi về nha. Hẹn các bạn ở những video sau nha. Bye bye, chào cả nhà.
Bây giờ hai chị em mình về nha các bạn. Hôm nay là ngày lễ của mẹ, Song Nghi xin chúc tất cả các mẹ có một ngày lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Còn bây giờ Song Nghi sẽ về, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.